các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang xem bản tin Năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay ngày 31 tháng 10 sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng. Thành phố Hồ Chí Minh lên lộ trình giảm dần xe buýt chạy bằng xăng dầu để tiến tới mục tiêu 100% xe buýt tại thành phố sử dụng điện, nhiên liệu sạch từ năm 2050. Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với lĩnh vực giao thông đô thị đã được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Việc này nhằm giúp các đơn vị chủ động xây dựng phương án kinh doanh, đầu tư thay thế cho phù hợp với lộ trình. Theo đó, lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với lĩnh vực giao thông đô thị chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2030, giai đoạn 2 từ năm 2031 đến năm 2050. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, chủ yếu là điện gió, điện mặt trời không kịp hưởng ứng ưu đãi theo các quyết định của Thủ tướng. Thời gian qua, Bộ Công Thương và các bên liên quan đã có nhiều cuộc họp và đưa ra nhiều giải pháp để nhanh chóng hỗ trợ các chủ đầu tư, trong đó có hoàn thiện văn bản pháp luật. Công ty mua bán điện EVN EPTC thuộc EVN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, tập đoàn EVN đã có công văn gửi 293 đơn vị dự án năng lượng tái tạo đã ký hợp đồng với tập đoàn, đề nghị cung cấp sớm các số liệu chậm nhất vào ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, tới sáng 21 tháng 10, EVN EPTC mới nhận được thông tin từ 59 đơn vị dự án gửi về, chiếm hơn 20%. Qua đánh giá sơ bộ, một số đơn vị dự án gửi vẫn thiếu hoặc chưa đầy đủ thông tin theo đề nghị. Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ lần đầu tiên vượt các dự án dầu mỏ và khí đốt trong năm nay. Đây là thông tin mới được đưa ra trong báo cáo của hãng tư vấn năng lượng Restart Energy. Báo cáo cho thấy giá điện cao đang thúc đẩy các quốc gia đa dạng hóa hơn nữa các nguồn năng lượng của mình. Theo báo cáo, nguồn vốn đầu tư được rót vào các dự án năng lượng tái tạo đã tăng đáng kể, lên 494 tỷ đô la Mỹ vào năm nay, vượt xa mức đầu tư 446 tỷ đô la Mỹ vào các hoạt động thăm dò, khoan và khai thác dầu khí. Restart Energy cho rằng việc giá điện ngày một gia tăng sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn của các dự án năng lượng tái tạo xuống còn 12 tháng hoặc ít hơn tại một số quốc gia như Đức, Pháp, Italia và Anh. Giá khí đốt leo thang do Nga cắt giảm nguồn cung sang thị trường châu Âu đã khiến giá điện tăng mạnh, qua đó tạo ra lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, đồng thời đang kéo theo sự mở rộng của những dự án năng lượng tái tạo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã kêu gọi Đức thể hiện tinh thần đoàn kết với Liên minh châu Âu-EU trước tình trạng giá năng lượng tăng cao, đồng thời cảnh báo kế hoạch trị giá nhiều tỷ euro của Berlin nhằm hỗ trợ người tiêu dùng Đức có thể dẫn đến những sự méo mó. Việc Nga cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến giá năng lượng tăng cao và dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng ở châu Âu. Trong đó, Đức phải gánh chịu tác động đặc biệt nặng nề do nước này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz bị cáo buộc đánh lẻ với kế hoạch hỗ trợ 200 tỷ euro cho các hộ gia đình và doanh nghiệp của Đức. Một số đối tác của Đức trong EU đã gây áp lực, buộc nước này chấp nhận sự đoàn kết hơn về tài chính. Trong khi truyền thông Italia mới chỉ bắt đầu nói về nguy cơ thiếu khí đốt vào mùa đông này, thì các doanh nghiệp tại nước này đã phải chật vật xoay sở để tồn tại. Mỗi năm, công ty Berlusconi sản xuất 35 tỷ nắp chai các loại cung cấp chủ yếu cho thị trường Italia, Ai Cập và Trung Quốc. Giống như các doanh nghiệp khác ở Italia, Berlusconi đang phải chật vật chi trả hóa đơn điện và khí đốt tăng gấp 3 lần. Từ đầu năm đến nay, chính phủ của cựu Thủ tướng Mario Draghi đã chi 66 tỷ euro từ thuế thu nhập để hỗ trợ các gia đình doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, chính phủ dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ giảm nhẹ trong nửa sau của năm 2022. Xu hướng đi xuống này có thể sẽ kéo dài sang quý 1 năm 2023, khiến Italia rơi vào suy thoái.
Điều này sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế thu nhập và hạn chế khả năng sử dụng ngân sách của chính phủ. Bản tin năng lượng hiệu quả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.